Ok, hello, chào các bạn. Ôi bạn, chào bạn đình dịch. Mình với channel Quang Dung Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì mấy ngày hôm nay mình cũng không vào bản được mọi người. Tại vì là cái chân đang đau quá, thế nên là không vào bản được. Nên là thì hôm nay thì thấy anh Nam đập giày, em Nam đập giày là bảo là có rất nhiều người đến đến nhà. Chắc là mấy bác trưởng thôn ấy, mình cũng đã xem đi bắt giò mọi người. Và ngoài nó có cả bác trưởng thôn của bản Catumbera nữa. Đấy. Đấy. Ô xin chào João. Mày mới gì ra đấy? Mày gì cơ? À ok. Bon dia. Ok. À. Đây là bác João cũng như là anh Manuel ở trong trong đội ngũ nông nghiệp ở bản Santu mọi người. À anh chào các bạn. Chắc ba. Ê como hoje vai fazer cái aqui? Hoje viemos ao sítio do chefe. Digamos que chefe ainda atrás. Ah. Já tá bom. Ok. Dạ ta buồn, ta xài xì, ta mà. Đấy, đấy mọi người, cái chân bị của chúng không? Không có chứ cả mọi người, chỉ gọi là bị giống như là nhạc tẩm mọi người. Bên này nhạc tẩm lại bị mà. Nhạc tẩm này đi bị viêm trên lông, cho nên là bị sưng hơi to một tí. Ai đây là, ai cùng? Ai đây là, dạ ta phải dây kì. Dạ ta mong phôi dù, để phá ra bên nhạc phê. Để phá ra bên nhạc phê, để phôi. Vậy thì bác Duao vào là chỉ có là tại vì là hôm trước mình còn nói bác ấy là chuẩn bị đất đai cũng như là làm đất để lúc nào mình vào xem thì sẽ xem là trồng những cái gì thì mình sẽ đi mua hạt giống cho bác mọi người cho mùa dân bản thì hỗ trợ như vậy thôi tại vì là cùng mình cũng không trực tiếp ở đó thường xuyên được cho nên là còn đội ngũ nông nghiệp ở đấy thì cũng gọi là cũng đã học hỏi cũng đã biết rất nhiều cái từ ngày xưa rồi từ thời của anh Hùng anh Đồng người nên là họ chỉ cần hỗ trợ ban đầu hạt giống thôi sau đó thì họ sẽ từ trồng và từ làm đất từ trồng trọt và từ sẽ từ làm đó luôn đấy ok giờ special ở vấp Santa kì mình Santa số kì về Santa đấy còn đấy là một vị khách thứ hai mọi người mình cũng không biết đâu các bạc vào đâu thì bây giờ là cũng 8:09 rồi em mình ấy anh nào về ui đóng còn mọi người ôi đưa cả nhà vào đây ấy có mọi người gì dạ em ra kì ok dạ ta bồ ấy dạ chú đủ à anh nào phát chào các bạn đâu ấy Chacobal, final. Ok. E aí, como? Tudo bem? Tudo bem, Chavilari. Ah, está aqui também, tem o senhor João aqui. Sim. Cumprimentar. Obrigado. Hôm nay là không hẹn mà gặp mọi người, hai bạn gặp nhau. Sim. Ok, tu mời. Agora, vem me visitar, ok? Sim, senhor, vem me visitar. Na semana passada, quando vinha, mostrou a questão do couro. Ah, já. Já tá bom. Esse já há 3 dias não estava. Criança, vamos ainda visitar o chefe Alex. Ah, ok. Tem um caminho chegando aqui. Visitar o chefe Alex. Sim. Muito obrigado, já. Sim. Ok. Nói chung là tình cảm của dân bản dành cho team Châu Phi thì lúc nào cũng là tình cảm luôn kìa. Tại vì là thật ra thì cũng không phải là bọn mình ở đấy thì cũng rất là lâu rồi. Nên là mọi nhân bản đấy thì cũng đã nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ cũng từ các mạnh thương quân cũng như là từ bọn mình ở đây rồi. Nên là mỗi lần mà thấy chắc là cũng sợ mình là bị ốm tiếp đi tiếp cho nên là cho nên là đến thăm mọi người tại vì là cũng bà cũng nói rồi cái đợt trước cũng lâu rồi cũng đến đây nhiều lần rồi mọi người đến nhà nhiều lần rồi, nhưng mà không gặp mình thì tìm thấy hôm nay thì cũng đến thăm luôn nhưng mà rất là vui khi bác ra bút Santa Soki ok đây tặng cái bông chuối mọi người trong người dân bản đấy aquí también bagatí aquí no vas no sabes no tiene nada à đây ai không có cả mọi người bớ bây giờ đang gọi là hơi nhỏ một tí thôi thì cảm ơn nói chung là tấm lòng của bạc mọi người đấy ok tú đu ấy cái gì à ok giờ bớt về tới xoa khi tú đu nói chung là những cái món quà đơn sơ lắm trong nhân bản thì chỉ gọi những cái này mọi người dạ tao bông thích ra xoài con mê tê xoài là xoài và bơ dạ
Ah, tá bom. Tipo, há muito tempo também já visitaram. Sim, sim, sim. Mas agora também eu vou estar aqui visitar mais de novo, né? Ah, muito tempo já visitaram, estamos aqui a visitar. Eu estava okay. Ali em Luanda. Ah, já. Okay. E assim, esse dia pensamos que okay, nós vamos visitar ainda. Đây là các cháu của bác Đường Thôn. Đấy, dạ, yeah, tá bom. Tại vì là bác nói là mấy lần trước mình tiền thấy là mình đi đến thủ đô thì bạn ấy, cho nên là cũng chưa đến thăm được. Thì ngày hôm nay là cũng muốn đến tại nhà thăm. Sau khi là 2 ngày mình không vào bản được mọi người, thì mình cũng không vào được, mình chỉ vào bản 33 thôi. Hai bản thì mình không vào được, cho nên là các bác Đường Thôn cũng như là người dân bản là vào thăm xem tình sức khỏe nào. Dạ, tao bảo vô xem tay xoa kì. Dạ, để mời nước bác ấy, không chuyện gì cả mọi người, tại vì cũng không biết là bác ở đấy đâu. Nên là không có gì cả. À, vô xe xem tao, mai mai về. Dạ. Đấy. Mày cốc. À, aqui tudo, já conheço minha casa, né? Ah, essa aí não conheço ainda. Ah, aqui, nosso casa aqui. Todo o grupo que ajuda angolano é aqui, viva aqui. Yeah. Lá chỉ có bác Đường Thôn là biết nhà của mình thôi. Các bác João biết đấy, và anh Manuel không biết. Còn vợ của bác Đường Thôn cũng như là bác thầy giáo đấy không biết, chứ biết. Đấy, bây giờ để... À, anh Hưng đang rửa máy cốc mọi người cho uống nước. Để nhà con nước mọi người. Hôm nay thì mình cũng định vào bản thôi. Hôm nay thì mình cũng định đi vào bản thôi. Tại vì là chân cũng đơ mọi người. Dạ, yeah, thôi, cầm. Thank you anh Hưng. Đấy. Hưng là chủ đạo mọi người đấy, khách đến nhà đây hôm nay là khách VIP đấy, gọi là dạ thôi chưa quê à quậy á, mình chân mình mà đi lại nhiều lên nó ra mẫu mọi người, ra mẫu vì đỏ thì hôm đó là buổi tối đỏ thôi, mấy hôm đầu là đỏ nóng rẹt mọi người, nóng rẹt luôn, nó còn mấy hôm sau thì đờ thôi đấy, mới tiêu qua kịp được. Dạ. Ok. Come sai già de cose de tema de chuva, vamos cimentar que, vamos meter que, né? Ok. Pra conversar. Ah, mas agora, tema de chuva, vamos conversar que? Tema de chuva, vamos cimentar muitas coisas. Por exemplo, feijão, milho, e até assim, quando a chuva continuar, você também com batata, batarena, doce. Agora, também mais importante, preciso de conversar. Já, também semente. Aquela semente do ano passado, chama Alexi. É. É preciso mudar. Ok. Porque no ano passado, todo mundo aqui está através daquela semente. É como se fosse para ter a nata. Então, eu vou te pular. Ah, já que ele é muito. Já que ele é muito. Já que ele é muito. É, computou e muito. Olha. Eu ia lá. Đấy. Bê bôi uống thuốc bê á. Đấy. Bây giờ là đây là ta còn phải ra cái tiếp bu để tra ba luôn đây đang gọi là đang ok ok não mais já agora tem sempre bom crescimento sim bom crescimento hai bạc Đường Thôn cũng như là mọi người là đang trao đổi mọi người nói chung là gặp gỡ thì trao đổi những công việc cũng như là những cái kinh nghiệm của hai bạn cho trao đổi cho nhau để mà có một cái bước tiếp theo là những cái vụ mùa sắp tới là mùa mưa vào rồi sẽ trồng rất là nhiều những cái cây trồng lương thực cũng như là những cái đó thì hai bạn đang trao đổi mọi người cái đó thì cái rất là cần thiết mọi người tại vì là sẽ có những kinh nghiệm cuộc trao đổi những kinh nghiệm của nhau. Dạ, yeah, tá bom.
se sentir assim um bocado mal, mas nós não queremos que o Chevrolet se doença. Então, como muito trabalho que nós temos, e está nos ajudando muito a fazer esse trabalho, não dá que ele fique doente. Yeah. Não dá para alguém ficar doente. Tá bom. De cada tempo, mas ele fica de saúde, então, como ele está nos ajudando muito na parte do trabalho, na parte de da comida, até noutras coisas até. Até não dá para falar o trabalho que ele está fazendo. Não dá para falar. Ok. Não, agora eu sou mesmo, vai cuidar bem o saúde. Tá bem, tá bem. Para ficar bem aí no coiso, no povo. Tá bem, para continuar, para mudar mesmo de coiso, né? De vida, né, João? Ah, de vida. Já, tá bom. Não, cada vez quando eu pensar na tua pessoa, sempre aí. Muita tristeza, okay. Há muito trabalho que está a fazer, várias, sim. Yeah. Mais, mas você quando fica com saúde, então o trabalho sempre irá de continuar mesmo de uma forma melhor. Ok, sim, tá sim, bom, chefe. Mesmo assim, vou ficar bem trabalho com saúde. Tá bem. Aí Baca bảo lá, bây giờ là, tại vì là mình cũng hay ổn, cho nên là Baca bảo là bây giờ mình muốn mình giữ gìn sức khỏe mọi người, giữ sức khỏe để gọi là có thể gắn bó lâu dài với Bạc. Tại vì thấy là hay ổn quá, với lại là cứ lâu lâu, cứ ổn, cứ nghỉ rất là nhiều, cho nên là thật ra thì mình cũng nói rồi, nhưng thật ra những cái bản mà mình phụ trách giúp đỡ thì cũng thiệt chui thiệt thoái rất là nhiều, tại vì là mình cũng không có một sức khỏe thật tốt để mà có thể ngày nào cũng ở trong bản và cũng ngay lúc nào khoảng thời gian nào cũng có thể bên cạnh bản được. Nhưng mà thôi thì cũng phải chấp nhận, mọi người cũng không biết, cũng không thể nào mà thay đổi được, cái gió đen mà. Thôi thì mình sẽ cố gắng những ngày tháng tiếp theo là sẽ cùng với team cũng như là để đồng hành với mọi người dân bản đây. Mình rất là cảm ơn rất là nhiều hôm nay là đã đến đây thăm mình, mọi người mình rất là cảm động. Chúng ta vì thật ra thì người dân bản dành sự tình cảm cho tất cả anh em trong team Châu Phi rất là nhiều, đến rất là thường xuyên mọi người, tại vì một số anh em thì không quay lại thôi. Hôm nay thì mình cũng quay bạn xem để cho bạn biết là cái tình cảm của dân bản dành cho anh em trong team, mình là cảm ơn rất là nhiều. Já, yeah, tá bom. Hoje muito obrigado. Já chegar aqui para visitar minha casa. Aqui o senhor João, com aí já conheço. Agora esse não conheço ainda, né? Já. É da primeira vez. Ok. Agora vou ficar mesmo forte para trabalhar, para tudo mesmo aí. Agora não prometo aí para ajudar muito, mas como que vou ajudar mesmo o grupo de coisa de trabalho e o outro aí vou fazer aí na coisa na o trabalho aí no coiso, na fazenda, já? Para comprar já bateria, eu vou ir lá para fazer, para fazer a luz, já? Muito obrigado, muito obrigado. Ok, já. Ok, já, tá bom. Ok. Thì hôm nay là bác vào thăm mình, thì nói chung là tiền thể thì mình cũng dẫn bác đi mua cái ốc quý, mọi người. Ốc quý cũng như là cái để bán cái máy sấy để xem có sửa không. Nếu không sửa thì mình cũng mua mới luôn nhá. Hôm nay thì mua quý để cho mang lại ánh sáng cho nhà bác trưởng thôn luôn. Còn bác Giáo ở đồi nông nghiệp thì mình sẽ đưa đi mua giống, vì bên này thì giống hành tây mọi người, thì đợt vừa rồi thì anh em mình quá thì cũng không mang giống hành tây qua đây. Nhưng mà hành tây bên này thì cái mùa này trồng rất là thích hợp. Cũng như là hành tây là một cái gì đó nó cũng rất là có giá trị ở bên Angola lá này. Nên là mình sẽ đi mua một hộp thì giọng mình dành tặng cho bản San Tu. Còn bản Catumela thì mình cũng chưa đến xem cái khu vực nông nghiệp của bản, thì cũng biết là trong cái gì và như nào đó, thì hôm sau thì mình sẽ vào xem và mình sẽ có cái định hướng cho bản Catumela 6 mọi người. Dạ, tá bom, fica bem. Ah, espera só um pouco. Ah, quando visita aqui, né? Nosso, não sei, também não deu para nada. Mas agora, meu colega, também vou fazer uma comida, boa comida para tudo agora pode ficar aqui para esperar para comer, né? Tá, ah, não é? Já, tá bom, né? Já. Ah, vamos, vamos também. Aí, thì bây giờ là, hôm nay thì, tại vì mình cũng không chuẩn bị gì cả mọi người. Nhưng mà em Nam và em Hoàng cũng là thấy ngồi như bạn ở đây. Thì hôm nay em ấy cũng là muốn làm một món ăn gọi là đặc sản Việt Nam luôn. Gọi là giống như là đậm chất Việt Nam. Tại vì bây giờ là cũng tầm trưa rồi. Thì để bác mọi người cùng ăn. Còn mình thì cùng bác Trường Thốn sẽ đi mua đồ, mua hạt giống cũng như đi mua những cái đồ đạc cần thiết để mang với bạn luôn. Còn em Nam Hoàng thì chuẩn bị một món gì vậy thì có gì các bạn sẽ xem nơi cánh của anh của cánh Nam Hoàng mọi người, cánh của em Nam anh Hoàng nha. Ok, agora o outro fica aqui bem. Agora pai com tu João com Manuel vai acompanhar comigo. Vai lá para comprar. Já. Já, fica só aqui para brincar, já. Ok. Já, ok. Aí bây giờ là mình cùng với bác Trường Thốn của bác João
sẽ đi mua một số đồ cần thiết mọi người. Đây là để gọi là ui mẫu, cái mẫu này mà trồ là thôi đừng quay mẫu, cái mẫu nó trồ là bị đấy, đấy bị cắt trên video bản quyền, là sẽ đi mua đồ mọi người. Còn các vợ cũng như là anh chị đấy sẽ ở lại đấy và chờ món ăn của em Hoàng mọi người. Chắc là ta sẽ nấu cơm này Hoàng này, nấu cơm luôn cho anh và anh luôn, nấu cơm mới nấu thêm ít cái đồ nữa là ăn về nôm luôn, đúng là ăn về cái món của em làm luôn. Ok, cái video này chắc là mình sẽ kết thúc đây. Còn video ăn uống thì sẽ xem cái kênh của em Nam và em Hoàng mọi người. Thì một lần nữa thì mình muốn cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã luôn quan tâm và theo dõi kênh Quang Dung với là Vũ Thuận Châu Phi. Anh các bạn nhớ theo dõi, bấm theo dõi kênh mình cũng như là subscribe một like kênh của mình để ủng hộ cho mình nha. Ok, chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Dạ ok. Dạ muito obrigado ya. Muito obrigado hoje vai visitar. Dạ, tá bom. Đấy. Bây giờ là sẽ đi mua. Agora vamos comprar cimento. Dạ cimento. Đấy thì hôm nay là đến thăm thì mình cũng dạ đi mua hạt gạo luôn. Em niềm vui nhân đôi mọi người. Dạ, tá bom. Dạ, fica aí.